Xin ơi, chào toàn thể các bác và các anh em. Buổi sáng nay thì em có nhận được hai chiếc vang số của một chị em Lạng Sơn gửi đến căn trình. Đó là chiếc vang số MUF9000 và một chiếc JDK10 hàng mới. Thì đây là cái chú em này mà đã gửi cho em như vậy chiếc vang số hai chiếc vang số, một chiếc MUF9000 và một chiếc vang số JDK10. Và một cái vấn đề là mua chú em này là mua hộ, chú em này mua hộ, cho nên là rất là ngại khi mà đứng lên mua hộ cho anh em bạn bè mà lại không có một cái chất âm mà nó tương đối hài lòng ý. Bảo nó tuyệt đối 100% là nó khó, thế nhưng mà ít ra là các đơn vị bán hàng, cái người cài đặt đấy phải làm cho các bạn anh em đạt được đến tầm khoảng 6-7% đi, bảo là 100% thì nó khó, thế nhưng mà ít ra cũng phải được là 6-70% để cho các anh em có thể là dựa vào đấy để các anh em nắn chỉnh thêm. Thế còn bây giờ cái người bán hàng ấy là chỉ làm có 1-2-3 cấu hình mà như vậy là nó cũng không thể đạt được cái gọi là theo chuyên môn ấy, theo cái độ chuyên môn của cái người gọi là chuyên nghiệp ấy là chưa đạt yêu cầu. Thì các anh em là người sử dụng ấy, làm sao các anh em có thể dựa trên các cái cấu hình đấy mà các anh em căn chỉnh được tốt hơn. Bây giờ các anh em phải dựa trên các cái cấu hình về effect tương đối tốt rồi các bác căn chỉnh thêm về vấn đề âm sắc thôi. Chứ còn bây giờ bảo các bác anh em như vậy là tự mình căn chỉnh một chiếc vang số trắng tinh, hoặc là tự mình căn chỉnh một chiếc vang số nó bị lệch lạc rất nhiều phần nhiều mục. Đây là chiếc vang số JDK10, mua đơn vị nào thì chắc là các bác anh em cũng biết được rồi. Nó cũng tương đồng như là chiếc vang số X12 hàng mới chính hãng, một cái chất âm là rất là hay. Thế nhưng mà qua cái quá trình rà soát ấy thì em thấy là như thế này. Đây là các cái chế độ này. Đây là các chế độ ở trên chiếc vang số JDK10. Em thì em không tiện nói tên cái đơn vị bán vang số đâu. Nhưng các bác anh em biết rằng là cái tên MUF9000 này, MUFDB9000 này là mua đơn vị nào thì chắc các bác anh em cũng nắm được. Và chiếc JDK10 này là mua đơn vị nào thì các bác anh em cũng nắm được. Bởi vì các bác anh em là cái người đam mê âm thanh ấy, hoặc là có ý định mua vang số thì chắc là các bác anh em cũng tìm hiểu những đơn vị bán vang số. Thì chắc các bác anh em là sẽ nắm được là chiếc MUFDB9000 này mua đơn vị nào và chiếc JDK10 này mua đơn vị nào. Còn em không nói tên cái đơn vị bán hàng, bởi vì là gần đây ấy là YouTube có một cái vấn đề là khi mà đưa thông tin của khách hàng của em cũng như là các cái vấn đề liên quan đến anh em bán hàng ấy thì là nó bị xóa. Một số cái video mà em có đưa các cái thông tin của khách hàng của em, cái phản hồi của anh em đã mua vang số và gửi vang số cho em căn chỉnh ấy, phản hồi rất tốt. Đáng lý ra các bác là anh em là cái người mà chuẩn bị mua vang số ấy, thì các anh em có thể nắm bắt được cái thông tin đấy thì có lẽ rằng là nó sẽ hiệu quả hơn. Thế nhưng mà tiếc rằng là YouTube ấy, thì gần đây có cái sự rà soát rất là chặt chẽ về cái thông tin của khách hàng. Thế cho nên là một số các video mà em đưa lên cái phản hồi của các anh em là người dùng và đã từng mua vang số, từng gửi vang số căn chỉnh ấy, rất là tốt cho cái người bán hàng như em, cũng như là tốt cho các anh em khi mà chọn lựa người để mà mua vang số, cái đơn vị bán vang số và người cài đặt. Thế nhưng mà lại bị xóa, thế cho nên rằng là em cũng không đưa tên cái đơn vị bán hàng. Nhưng mà chắc rằng là các anh em biết rằng là chiếc vang số MUF DB9000 này là mua đơn vị nào và chiếc JDK10 này mua của đơn vị nào. Thì đấy là một cái mà các anh em là nên lưu tâm khi mà mua vang số, chứ vang số là nó khó lắm. Em bán vang số mà em bảo là khó mà. Chứ còn các bác anh em làm sao mà chỉnh được? Các anh em bán hàng còn không chỉnh được hay thì làm sao các bác anh em mà chỉnh được? Đây này, chiếc X12. Chiếc X12 này ấy, thì em nhìn vào phần effect này em đã biết rằng là có những cái mà nó chưa đạt yêu cầu. Bởi vì nhà sản xuất ấy, sản xuất ra những cái chức năng trên vang số ấy, không thừa một cái gì đâu. Bởi vì họ là chuyên gia mà, là kỹ sư mà, là chuyên gia là người thiết kế mà. Chẳng qua là về cái vấn đề mà cài đặt có khi là tùy biến nó không tốt như là người sử dụng thôi, chứ còn họ nghĩ ra thì không thừa cái gì đâu. Thế nhưng mà đây các bác thấy rằng là cái vấn đề trên effect đầu vào này, effect đầu ra này, effect đầu ra và cái limit compressor này để quá sâu như này thì làm sao mà chất mic nó thoát được. Limit ở đầu ra để quá sâu, còn cái phần đầu vào đây, limit để âm 20 dB, các bác thấy rằng là một vấn đề nghiêm trọng là cái limit đầu vào này để đến âm 20 dB. Để âm 20 dB là thì mic làm sao thoát được. Làm sao? Đây là trên chiếc X12 nhá.
Thì một là chia sẻ để cho chú em này ấy, có thể tin tưởng rằng là khi nhận sẽ khá hài lòng ưng ý. Và một phần đấy là các anh em chọn cái đơn vị bán hàng, chọn đơn vị bán hàng. Chứ còn nếu các anh em không chọn đơn vị bán hàng ấy, có thể rẻ hơn là 1-200 ấy, nó chẳng nghĩa lý gì đâu. Theo em 1-200 nghìn trên một chiếc con số nó chẳng nghĩa lý gì đâu. Các bác đừng nghĩ rằng là như vậy 1-200 nghìn mà về các bác có tự chỉnh đâu. Bởi vì là bản thân ấy, cái đơn vị bán hàng ấy còn chưa nắm rõ được cái chức năng trên con số, cũng như là làm các cái cấu hình mà nó chưa tốt ấy. Nói đơn giản như là cái phần mic này để đến -20, về cái limit để đến -20 như này làm sao mà sử dụng tốt được. Hoặc là ở cái limit đầu ra này để sâu như này thì làm sao sử dụng được. Đây này, bây giờ giả soát này, bây giờ gọi cái cấu hình ở trên chiếc JDK10 này. Đây là E-1 này. Thì ở trên cấu hình cũ này ấy, là có các cái chế độ như là E-1, E-2 rồi gì vợt. Đây E-1, E-2, E-cộng gì vợt này. Và gì vợt này, và nghe nhạc. Đây là cấu hình số 1 này. Đây phần music này. X12 là dư bát nhá. X12 là dư bát đấy. X12 dư bát, check cũng sáng nhưng mà chung hơi gắt một chút. Đi mic EQ này. Mic 1 này. Đây là mic 1, mic 2 này. Effect này. Effect thì E-B không dùng. Phần main này. Đây phần main này. Thì làm sao mà hay được. Sâu dao này. Canter này, sub này. Thế còn chiếc X5. À chiếc X10. Chiếc MUF DB9000 này ấy là X10 nhá. Thì khi các bác anh em mà kết nối chiếc con số này ấy, phải sử dụng cái cáp là hai đầu USB-Z nhá. Khi sử dụng chiếc con số MUF DB9000 này phải sử dụng là hai đầu USB-Z. Hai đầu Z nhá, một đầu ở trên máy tính và một đầu trên con số. Bởi đây là X10. Thì đây là cái cấu hình đầu tiên này. Đây xem. Đây cấu hình đầu tiên này, có thế. Một chiếc vang số là khá hay nhá. Nó là dòng X mà. Nó là dòng X chất âm mềm mại, dịu ngọt. Đây chế độ 1 này. Các bác thấy rằng làm có một chế độ như thế này mà để cho các anh em chỉnh ấy, thì làm sao các anh em chỉnh được. Người bán hàng còn chưa làm được các cấu hình khá hay thì làm sao các anh em chỉnh được. Đây phần effect này. Thì em nhìn vào phần effect này là thấy nó cũng không hợp lý rồi. Phần effect nó hợp lý này, phần đầu ra này. Đây phần đầu ra. Phần đầu ra, phần canter, phần sub này, sâu dao này, phần mic này. Người bán hàng mà không làm được cho các anh em khá hay thì làm sao các anh em sử dụng được. Thế cho nên là một cái vấn đề là các anh em sẽ thấy được rằng là chọn cái đơn vị bán hàng, chọn cái đơn vị cài đặt. Đầu tiên phải tư vấn đã. Sau đó như vậy là sẽ cài đặt cho các anh em. Và trên cái dòng X10 này, từ X5 đến X10 này phải làm cho các anh em là 10 chế độ thì các anh em dễ dùng. X12 cũng làm 10 chế độ để cho các anh em dễ dùng. Chứ còn bây giờ như vậy là đây một chiếc con số X10 đây. Nhiều các anh em thì cứ thích dòng X5 đến X10. Và anh em bán hàng thì cũng ca ngợi hết lời về X5, X10. Thế nhưng mà để mà căn chỉnh một chiếc con số phổ thông ra đời cách đây hàng chục năm rồi, thì liệu các anh em là người sử dụng, liệu có căn chỉnh được không? Mà bản thân người bán hàng phải làm các cấu hình khá tốt cho các anh em chứ. Còn nếu như để cho các anh em tự căn chỉnh thì làm sao các anh em căn chỉnh được. Đấy, cho nên rằng là các anh em phải nên lưu ý như vậy. Cái người bán hàng được va chạm về vang, về đẩy, về mic, về loa rất là nhiều. Có sự thẩm âm, có sự va chạm nhiều. Mà còn không làm được cho các anh em hay thì làm sao các anh em tự mình căn chỉnh được. Cho nên rằng là khi các anh em mua là các anh em lưu ý là nên chọn. Chọn đơn vị nào bán hàng, chọn đơn vị nào cài đặt để có thể tư vấn cũng như cài đặt cho các anh em ở các cái chế độ khá tốt. Thì rồi về nhà các anh em sẽ nắn chỉnh thêm thôi. Chứ còn nếu như bây giờ mà tự các anh em căn chỉnh là khó rồi. Và nhất là chú em này lại mua hộ cho anh em bạn bè thì có lẽ rằng là nó rất là ngại khi mà chọn một cái đơn vị bán hàng là không tốt.